Mình chào các bạn nha, rất chúc gặp lại mọi người trên kênh YouTube của mình nha. Bữa nay thì tiếp tục cống bảy cửa trà dình các bạn. Hôm nay thì mình sẽ quay những anh em xà lan ghe tàu qua đây cho mọi người cùng xem nha. Hiện tại thì cửa cống vừa được mở ra nha các bạn. Đề ba là anh ghe bầu đây các bạn, đang tăng tốc đi qua nha các bạn. Wow, hiện tại thì nước nó đang chảy cũng trung bình các bạn, không đến nỗi mạnh nha. Càng về sau thì nước chảy càng mạnh nha. Đang tăng tốc để mà đi qua đây. Đây là cống bảy cửa thuộc tỉnh Trà Vinh nha các bạn. Hôm nay thì cống bảy cửa mở một cửa nha các bạn. Rồi rồi lắc kìa, dữ chưa. Wow, thường thì những chiếc ghe nổi, những chiếc xà lan nổi sẽ đi trước các bạn, còn một số anh em xà lan khẩm thì sẽ lát nữa sẽ theo sau nha. Khá là lắc nha các bạn. Rồi anh em đu theo luôn nè chàng. Những chiếc ghe đây thì sẽ đi thường mình thấy là sẽ chở dừa nhiều các bạn. Có một số chiếc thì đi chở lúa nha. Tiếp theo là một chiếc xà lan khá là khẩm đang tăng tốc nhưng mà đi qua đấy các bạn. Cái màu ít kìa. Rồi rồi trẻ sống rồi. Quả dữ rồi. Ở đây thì đa phần mình thấy là cát san lấp nhiều hơn cát xây dựng nha các bạn. Đang qua rồi, rồi đang qua nước ngược nha các bạn. Tiếp theo là một chiếc ghe nữa nha. Đây là chiếc ghe chấu nha các bạn, hiện tại thì không có chở nha. Nhìn cái sườn cũng khá là ớn nha các bạn. Cái xè như bơm bướm nha. Anh tài công thì ngồi khá cao nha. Hôm nay thì phương tiện ghe khá là đông nha các bạn. Xa xa trên kia thì có một chiếc xà lan đang tăng tốc để mà vượt cống đây. Hiện tại thì nước chảy khá là mạnh rồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
bên luôn anh. Đó.